Living closer to the sun doesn't mean there's always enough light. Doosan Power Generation Technology is filling the darkness with rays of hope. Building your tomorrow today. Doosan. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Doosan Vina ngày 26 tháng 3 với những nội dung chính như sau. Tổng giám đốc Hang Ha-ryu tham gia và phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực miền Trung tại thành phố Đà Nẵng. Nhà máy boiler xuất gần 2.900 tấn sản phẩm đến Mông Dương 2 Quảng Ninh và cuối cùng là việc thí điểm chương trình ngày dành cho gia đình do Bộ phận Quan hệ Lao động khởi xướng. Sau đây mời các bạn đến với bản tin chi tiết. Ngày 21 đến ngày 22 tháng 3 vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng giám đốc Hang Ha-ryu đã tham dự và phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư vùng duyên hải miền Trung dành cho 9 tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận. Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng duyên hải miền Trung khai mạc chiều ngày 21 tháng 3 tại thành phố Đà Nẵng đã thu hút hơn 500 đại biểu và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận. Các tổ chức quốc tế, chuyên gia nghiên cứu và nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự. Hội nghị nhằm quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư của khu vực miền Trung Việt Nam, đồng thời đây cũng là cơ hội để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. My name is Yu Hang Ha, General Director and CEO of Doosan Heavy Industries Vietnam. We call Doosan Vina. Tên tôi là Hang Ha-ryu, tổng giám đốc điều hành của Doosan Vina, chúng tôi ở Doosan Việt Nam, ở Doosan Vina. Today, I have been asked to explain you why we chose Vietnam, special Central Vietnam, to make such a massive investment. Doosan is a global company with over 35,000 employees and operations in 37 countries. Our main business is infrastructure supporting business such as power plant, water plant, and other mega projects worldwide. In 2004, it was decided that we need a new strategically located production center that would be the company's base for foreseeable future. Why we chose the Junggeot Economic Zone? To begin, we surveyed the world and ultimately decided on Vietnam and the Junggeot Economic Zone because a combination of unique factors that no other location could match. The criteria we considered most critical to our success: government's strong support, long-term license, competitive land prices, related port, stable supply and water service, and availability of skilled and unskilled labor. So over 10,000 megawatts of electricity is being generated by our boiler and HRS equipment all over the world. More than 15 mega container cranes are busy at port around the world. Millions of thirsty people have enough water because of our water shaft. You can see here north, south, east or west, no matter which corner of the globe you look at, Doosan's made in Vietnam products are driving developments worldwide. As I said in the beginning, we looked all over the world and the end of the day we chose Vietnam. And we remained confident that it was the right choice for us. Tại đây, Tổng giám đốc Doosan Vina Hang Ha-ryu đã thực sự thu hút được sự chú ý của nhiều người bằng đoạn video ngắn giới thiệu về công ty, về những sản phẩm đang có mặt khắp nơi trên thế giới, về những hoạt động từ thiện xã hội không ngừng. Tổng giám đốc cũng bày tỏ những ghi nhận và đánh giá cao về sự hỗ trợ nhiệt tình và những thuận lợi mà tỉnh Quảng Ngãi và chính phủ Việt Nam đã dành cho công ty trong suốt thời gian đầu tư tại khu kinh tế Dung Quốc, Quảng Ngãi. Sau 2 ngày làm việc, các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe báo cáo về môi trường đầu tư, các tham luận, các phiên tọa đàm chuyên đề, đối thoại chính sách giữa lãnh đạo các tỉnh, thành trong vùng với các nhà đầu tư.
Đặc biệt, tại hội nghị lần này, lãnh đạo chủ chốt các tỉnh thành vùng duyên hải miền Trung đã đồng thuận và chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 9 dự án với tổng giá trị đầu tư trên 3.500 tỷ đồng. Hội nghị cũng đã giới thiệu 27 danh mục dự án kêu gọi đầu tư của vùng duyên hải miền Trung, trong đó có 2 dự án về giáo dục, 9 dự án công nghiệp, 8 dự án dịch vụ du lịch bất động sản, 2 dự án nông nghiệp, 4 dự án cơ sở hạ tầng và 2 dự án y tế. Chào ông, sau khi tham dự hội nghị này thì ông có suy nghĩ như thế nào về khu kinh tế Dung Quất đặt ở Quảng Ngãi ạ? Tôi nghĩ rằng là cái khu Dung Quất thì nó cũng là một cái, có một cái vị thế đặc biệt trong cái phát triển của miền Trung. Cái vị thế đấy nó ở cái chỗ khác, tính khác biệt của nó. Trước đây thì có lẽ Dung Quất được thảo luận rất nhiều bởi vì người ta nghi ngờ về cái những cái dự án đầu tư ấy, nó không hiệu quả. Nhưng bây giờ là khi mà tiếp xúc với cái khu Dung Quất mà được mở rộng ấy, và cái khả năng hấp dẫn của nó thì có lẽ là, và đặt trong cái toàn cục của miền Trung ấy, thì tôi thấy rằng là Dung Quất sẽ là một cái điểm mà thực sự là có ý nghĩa để mà khẳng định cái vị thế của miền Trung trong toàn bộ cái sự phát triển quốc gia. Bởi vì là Dung Quất khác với tất cả các tỉnh khác của cái tuyến duyên hải miền Trung ấy, là được định vị là một cái khu công nghiệp mà quy mô rất lớn. Thế còn những nơi khác thì không có cái đấy, không hề có, chưa hề có cái đấy. Và đây ấy là cái điểm xác định cái vị thế của Dung Quất. Thế chúng ta biết là có lọc dầu này, rồi là có Busan Vina cũng là một cái tập đoàn công nghiệp nặng rất là nổi tiếng. Và tới đây là cái diện tích nó còn mở ra, nó còn liên quan đến là đến cả những khu công nghiệp mới đấy. Thì như thế là cái khẳng định cái giá trị của Dung Quất trong toàn bộ cái giải miền Trung ấy là một cái vùng công nghiệp tập trung mà có cái định hướng là công nghệ cao. Nhà máy boiler vừa hoàn thành việc xuất thiết bị nồi hơi thứ 11 và 12 với tổng trọng lượng gần 2.900 tấn đến nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 và đang tiến sát đến việc hoàn tất dự án này. Sau 3 chuyến xuất hàng trong 2 tháng với tổng trọng lượng hơn 1.000 tấn thiết bị nồi hơi được xuất đi, nhà máy boiler tiếp tục xuất 2 chuyến liên tiếp trong 2 tuần qua với tổng trọng lượng 2.900 tấn, gồm các thành phần cấu tạo của nồi hơi công nghệ cao đến nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2. Chuyến xuất hàng thứ 11 thuộc dự án Mông Dương 2 Fresh Bath có trọng lượng gần 2.500 tấn, gồm hơn 2.800 bộ linh kiện, trong khi chuyến xuất hàng thứ 12 có trọng lượng 385 tấn, bao gồm 113 set các thành phần cấu tạo thành nồi hơi công suất 600 MW. Tính đến thời điểm này, nhà máy boiler đã hoàn thành trên 90% dự án và toàn đội đang nỗ lực để hoàn thành dự án trong tháng 7 tới sau khi xuất bóng chuyến còn lại. Với dự án sắp hoàn thành này, toàn thể công nhân viên Doosan Vina một lần nữa khẳng định trình độ tay nghề kỹ thuật vượt trội của mình trong chế tạo thiết bị nhiệt điện, góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp và chương trình phát triển các sản phẩm cơ khí trọng điểm quốc gia. Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 bắt đầu tiến hành xây dựng vào tháng 8 năm 2011. Tiến độ tổng thể của dự án nhiệt điện này đến nay đạt sắp xỉ 66%. Hiện có khoảng 225 chuyên gia và 4.000 lao động địa phương tham gia làm việc tại công trường này. Với khối lượng công việc tương đối lớn như hiện nay, người lao động phải làm tăng ca khá nhiều và để tạo ra sự cân bằng giữa đời sống công việc và đời sống gia đình, Phòng Quan hệ Lao động đã đưa vào thí điểm chương trình Ngày dành cho gia đình vào đầu tháng 3 vừa qua. Với một khối lượng công việc khổng lồ và áp lực tiến độ giao hàng, hầu hết công nhân các nhà máy và bộ phận hỗ trợ sản xuất phải tăng ca tương đối nhiều và điều này dẫn đến việc họ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động hay thời gian phụ giúp gia đình. Chương trình Ngày cho gia đình được đưa vào thí điểm trong vòng 1 tháng kể từ ngày 6 tháng 3, áp dụng đối với tất cả các công nhân tại 5 nhà máy và phòng ban. Theo đó, thứ tư hàng tuần được chọn làm Ngày cho gia đình. Vào ngày này, người lao động sẽ không phải tăng ca nếu như công việc của họ không mang tính khẩn cấp hoặc không mang tính đặc thù như bảo vệ, quản lý vật tư, quản lý sức khỏe, tài xế, v.v. Thay vào đó, người lao động sẽ được về nhà sau khi hết giờ làm chính để có thể dành thời gian chăm sóc gia đình hoặc vui chơi giải trí cùng gia đình, bạn bè và người thân. Việc tổ chức hậu họp, tiệc tùng sau giờ làm việc vào ngày thứ tư hàng tuần này cũng được khuyến khích hạn chế đến mức tối đa.
Hiện nay, sau 2 tuần thực hiện thí điểm, con số người lao động tăng ca vào thứ Tư đã giảm từ 267 người xuống còn 174 người. Sau khi chương trình thí điểm kết thúc vào ngày 27 tháng 3, Bộ phận quan hệ lao động sẽ tiến hành thu thập ý kiến công nhân viên về việc đưa chương trình vào vận hành chính thức. Và nếu không có thông báo sửa đổi thì chương trình này sẽ được áp dụng chính thức vào đầu tháng 4 tới. Cuối cùng, mời quý vị và các bạn xem một vài video clip về cảnh báo và giáo dục an toàn trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip hài ngán của Just for Fun. Để xem lại toàn bộ bản tin trưa hôm nay, mời quý vị và các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusanvina DVTV V4N23. Bản tin Dusanvina đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sau. Thân ái chào tạm biệt. Living on the water doesn't mean you always have enough to drink. Doosan desalination technology is turning seawater into water for life. Building your tomorrow today. Doosan.